Thân mến chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn ngày đầu tuần thật nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả. Mình rất vui khi được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay để cập nhật tới quý vị những cái tiến độ thi công mới nhất cũng như tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án cầu Rạch Miễu 2 và đường dẫn hai đầu cầu. Video ngày 25 tháng 3 năm 2024 mình xin gửi tới quý vị những hình ảnh thi công mới nhất và công tác giải phóng mặt bằng bờ Tiền Giang. Trước màn hình quý vị đang theo dõi là đường dẫn bờ Tiền Giang, sau khi có mặt bằng thì bên đơn vị thi công khẩn trương thi công các hạng mục. Tăng cường làm 3K4 kíp, ăn tranh thủ ngủ khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ thi công. Hiện tại thì nhà thầu thi công đã khoan được 10 cọc khoan nhồi rồi thưa quý vị. Các anh đang hạ lồng thép cho cọc khoan nhồi, với tiến độ một ngày mồng một cọc khoan nhồi, rất nhanh, rất khẩn trương. Màn hình quý vị thấy thì nhà xưởng sắt sông đã bắt đầu tháo dỡ để giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng kịp thời cho nhà thầu thi công. Rất là phấn khởi thưa quý vị, khi mặt bằng được bàn giao thì các nhà thầu thi công sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công, sẽ đưa dự án về đích đúng tiến độ theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải.
còn trụ Pi-19 đang hoàn thiện ván khuôn và cốt thép chuẩn bị đổ bê tông cho đốt G16 của thân trụ tháp dây vàng. Còn bên đơn vị thi công công trụ Pi-20 đã đổ bê tông xong đốt G17 rồi và đang tiến hành lắp đặt cốt thép cho đốt G18 của thân trụ tháp rồi. Quá nhanh thi công quá nhanh.